Hello, hello, xin chào các bạn để đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Thuận đã trở lại rồi các bạn, bây giờ là 7 giờ rưỡi tối tại Cali ngày thứ ba Ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua ngày thứ tư rồi. Và hôm nay Thuận lại bận lại cái áo Chui the Moon này các bạn các bạn có thể dễ dàng nhận được đây là cái mà thuận rất yêu thích những lần mà thuận làm video tới mùa đông đó thì thuận thường hay mặc cáo này bao nhiêu năm qua rồi các bạn cáo này cũng rất là cũ rồi nhưng mà nào mà theo dõi kênh năm 2021 nên đã thấy thuận bắt đầu bận cáo này rồi và hôm nay đó chúng ta sẽ nói tới một số những thông tin lớn các bạn trước hết nhìn vào chứng khoán hoa kỳ hôm nay cũng rất là tốt chúng ta nhìn thấy là cả ba chỉ số dow jones s&p 500 và nasdaq đó, đều tăng trưởng ngày hôm nay và tăng cũng gần như bằng nhau các bạn khoảng chừng là 0.6 trong khi chúng ta nhìn thấy The pre-market nghĩa là hợp đồng tương lai, bây giờ cả ba thì cũng xanh nhẹ một chút. Nói chung thị trường vẫn còn rất là hào hứng đối với những gì được chia sẻ trong tuần vừa rồi liên quan đến khả năng giảm lãi suất trong năm sau. Tuy nhiên điều này cũng làm cho những cái quan chức của Fed khá là khó chịu và lo lắng. Tôi sẽ chia sẻ thêm một lát nữa với các bạn. Nhưng mà đây không phải là cái tin tức lớn đâu tin tức lớn ngày hôm nay để chúng ta có một tin tốt và một tin xấu tại vì tuy là chứng khoán các bạn nhìn thấy được là vẫn ổn ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy được là chỉ số của dầu đó thì không có thay đổi nhiều tăng nhẹ chút xíu các bạn nhưng mà vẫn ở trong cái mức gọi là ổn định khoảng 74 đô cho một thùng dầu vàng đó thì các bạn thấy là cũng như vậy hơn chút xíu là ở mức 2053 đô so với ngày trước đó. Còn về crypto đó thì ngày hôm nay tuy là giá vẫn hơn 42.000 đô nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy cái mức giá này so với ngày hôm qua thằng video đó thì cũng đã giảm chút xíu các bạn. Thì tại sao? Tại vì hôm nay chúng ta có một cái tin tức xấu và một cái tin tức tốt các bạn. Cả hai cái nó khiến cho giá ở đâu đó khoảng chừng 42.000 đô cho đến thời điểm bây giờ. Chúng ta sẽ chia sẻ thêm chi tiết hai thông tin đó là gì và có nhiều những cái video clip thú vị tôi muốn chia sẻ với các bạn và có một cái video clip tôi thực nghĩ là các bạn nên xem liên quan đến michael sailor tại vì một câu hỏi bây giờ đó là công ty michael sailor họ bán cổ phiếu và cổ phiếu đó đó là được hỗ trợ bởi Bitcoin các bạn tại vì họ bán cổ phiếu họ lấy tiền đó để mua Bitcoin thì sau này khi mà có Bitcoin Spot ETF rồi thì còn ai mua cổ phiếu của Michael Strat gì nữa họ sẽ ra sao thì Michael Saylor sẽ trả lời câu hỏi này trong một cái clip tôi sẽ chia sẻ với các bạn nhưng mà trước hết thì các bạn thấy cũng như là hai quan chức của Fed cách đây vài ngày các bạn thấy được là sau khi mà Chủ tịch John Powell đã nói tới khả năng giảm lãi suất cho năm sau đã dẫn đến thị trường phản ứng rất là tích cực và sau đó đã có hai quan chức của Fed tôi nhớ đó chính là quan chức Fed ở Chicago và chúng ta có chủ tịch Fed ở New York hai chủ tịch địa phương này đã cũng đã lên tiếng để mà kiềm hãm kỳ vọng của những nhà đầu tư thì ngày hôm nay đó chủ tịch Raphael Bostic của Fed đây cũng là một chủ tịch chi nhánh cho bạn và chủ tịch Raphael Bostic cũng đã nói là phản ứng của thị trường đối với những gì được chia sẻ bởi chủ tịch John Powell rất thú vị và họ nghĩa là Fed đang quan sát để xem nó diễn biến ra sao và ông cũng nói là Fed sẽ không vội vàng phản ứng với dữ liệu ban đầu và lạm phát vẫn còn một quãng đường thì các bạn thấy được là cái sự khác biệt giữa kỳ vọng thị trường với là những gì mà chủ tịch John Powell nói đó đó chính là khi nào mới giảm lãi suất các bạn đã nhớ là trước khi mà có cuộc họp của tuần vừa rồi đó thì thị trường cho dù lạc quan thì vẫn nghĩ là chắc phải đợi tới quý 2 của năm sau như là khoảng tháng 6, tháng 7 đó thì lúc đó mới thấy Fed giảm lãi nhưng mà khi mà fed chỉ nói tới việc là có khả năng giảm lãi suất năm sau đó thì các bạn thấy là thị trường đã nhanh chóng đặt kỳ vọng là vào tháng 3 sẽ bắt đầu có cái đợt giảm lãi suất đầu tiên và chúng ta thấy được là những cái kỳ vọng cho năm sau của những quan chức của Fed trong tuần vừa rồi đó thì trung bình họ nghĩ là có khả năng sẽ giảm lãi suất là khoảng 3 lần. Nhưng mà chưa gì hết đây các bạn thấy được là những cái bài báo và những ngân hàng đó họ đã nhanh chóng đưa ra cái kết luận là khả năng Fed sẽ giảm tới 6 lần năm sau các bạn. Cho nên bây giờ đó những quan chức của Fed đó, đang cố gắng để mà kìm hãm kỳ vọng của nhà đầu tư. Lý do là sao thì nó đã chia sẻ những video trước đây rồi. Tại vì kỳ vọng quá cao sẽ dẫn đến chi tiêu cao dẫn đến làm phát lại trở lại một điều quan trọng đó muốn chia sẻ với các bạn cái này cũng không gì gọi là quá mới lạ chúng ta đã nói tới đề tài này trong vòng mấy ngày qua rồi nhưng mà cái điều quan trọng mà các bạn phải nhận ra được là cả ba quan chức của fed cho dù là có những từ ngữ để mà kìm hãm kỳ vọng của những nhà đầu tư nhưng mà cả ba người cho đến ngày hôm nay không có người nào phủ nhận việc là khả năng fed sẽ giảm lãi suất năm sau các bạn ngay cả chúng ta thấy là Raphael bostic hôm nay cũng đã nói là phản ứng của thị trường đối với những gì mà được chia sẻ bởi fed rất thú vị và họ đang quan sát để xem nó diễn biến ra sao chứ không phủ nhận khả năng là sao có giảm lãi suất năm sau các bạn và cho dù nếu các bạn hỏi thuận đó thì cho dù là tình nguyện hay là bị ép buộc tôi nghĩ là năm sau cũng sẽ phải giảm lãi suất mà thôi bị ép buộc như là có suy si thoái tài chính các bạn phần trăm thất nghiệp tăng cao thì phải giảm lãi suất còn tình nguyện đó là giảm trước khi mà có suy thoái xảy ra hay là bị áp lực đến từ chính trị các bạn thường chia sẻ với các bạn một cái video clip ngắn này cái này là khoảng 24 giây và thật ra đó đây là cái clip được chia sẻ ở trên Twitter của tổng thống Joe Biden và đây là một cái như là quảng cáo À, để à, cho cuộc tranh cử năm 2024 thì chúng ta sẽ nhìn vào góc cạnh đầu tư thôi các bạn tôi sẽ không có nói về chính trị ở trên channel này à, mỗi người sẽ có một cái kết luận nhưng mà điều mà tôi muốn các bạn nhìn thấy được là ngay bây giờ đó chúng ta sẽ bắt đầu thấy cái áp lực để mà thả lỏng cái tiền tệ rất là cao tại vì năm sau là năm bầu cử tổng thống và không có tổng thống nào muốn đứng ra để mà tái ứng cử nếu như mà tình hình kinh tế rất là tệ các bạn và tiền lại sẽ được in ra, lãi suất sẽ phải được giảm xuống làm cách nào để mà thúc đẩy nền kinh tế. Để thông chia sẻ cái clip này, rồi chúng ta sẽ nói tiếp các bạn. Phần đầu của cái clip này đó là một cái clip của cựu tổng thống Donald Trump nói là nếu như mà Joe Biden đắc cử đó thì sẽ dẫn đến một nền kinh tế rất là tệ. Nhưng mà trong video này chủ yếu là một phản ánh lại là kinh tế Hoa Kỳ rất là tốt. If Biden wins, you're going to have a stock market collapse, the likes of which you've never had. Another record day on Wall Street. The Stock market higher than it's ever been. The stock market, it's hitting new records. Beating the record it set just yesterday. Uh, let's just talk for a moment about the stock market. Okay. Boom. Well, the market is defying. <laughs> All the experts.

Cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là năm ngoái đó khi mà Fed tăng lãi suất thị trường cực kỳ tệ luôn các bạn đã nhớ là những cổ phiếu đó nhiều khi những công ty lớn trong vòng một ngày đó cổ phiếu có thể giảm 20% giống như chúng ta nói tới là siêu thị Target hay là chúng ta nói tới những công ty công nghệ đó thì trong vòng một ngày có thể giảm tới 34% các bạn cực kỳ kinh khủng luôn các bạn đã nhớ cái thời điểm đó năm ngoái và các bạn đã nhớ năm ngoái là một năm mà chuyện xảy ra sa thải rất là nhiều các bạn cực kỳ nhiều những công ty họ đã liên tiếp sa thải nhân viên và năm nay đã có sự hồi phục tại vì các bạn thấy được họ đã có sự chuẩn bị năm ngoái và sự hồi phục này đã phải trả giá một phần bằng nhân viên bị sa thải đó là sự thật không thể chối cãi được các bạn các bạn có thể nhìn thấy rất nhiều công ty khi mà họ bắt đầu nói là tái cấu trúc và sa thải nhân viên đó, thì chúng ta thấy cổ phiếu của họ lại tăng lên tại vì cái kỳ vọng của những nhà đầu tư đây là tin tức tốt mặc dù người ta bị sa thải là xấu nhưng mà nhiều nhà đầu tư đã nghĩ là khi mà sa thải nhân viên thì chi tiêu sẽ ít hơn và nếu như mà họ có thể giữ được lợi nhuận thì sẽ có lời cho nên chúng ta thấy được là có rất nhiều công ty khi mà họ nói tới sa thải đó thì lại dẫn đến là cổ phiếu tăng giá. Cái sự tăng giá từ năm tới bây giờ đó là cái sự hồi phục từ một năm cực kỳ tơi tả của năm vừa rồi. Nhưng mà gần đây chúng ta thấy được là những chỉ số tăng mạnh tại vì kỳ vọng gì các bạn? Kỳ vọng năm sau Fed sẽ giảm lãi suất. Thì cái mà thường muốn các bạn nhận ra được là cái áp lực đến từ chính trị để giảm lãi suất đó không hề nhỏ đâu các bạn. Cho nên nếu nói là Fed không giảm lãi suất năm sau đó thường không nghĩ như vậy. Thường nghĩ khả năng rất là cao là Fed sẽ giảm lãi suất. Chúng ta nhìn thấy là cách đây khoảng chừng 2 tuần. 2 tuần trước đó, khi mà nói thì giảm lãi suất thì Fed sẽ bác bỏ ngay lập tức. 2 tuần sau các bạn, trong vòng 2 tuần thôi, các bạn thấy được là không chỉ riêng là Chủ tịch John Powell đã bồ câu hơn mà chúng ta thấy những quan chức của Fed cũng đã không phủ nhận cái khả năng đó nữa các bạn. Chúng ta thấy là trong vòng chỉ có hai tuần thôi quan điểm nó hoàn toàn khác biệt rồi. Thì nghĩ cái áp lực đó nó không hề nhỏ đâu. Và nhiều bạn sẽ nói là Fed là một cái đơn vị, cùng với bang của Hoa Kỳ là một cái đơn vị riêng lẻ, không phụ thuộc vào chính phủ. Thì trên lý thuyết là gì các bạn nhưng mà trên thực tế đó chúng ta thấy được là cái áp lực không hề nhỏ và cái sự liên quan cũng không hề nhỏ đâu các bạn cho dù là trên giấy tờ fed là đơn vị đơn độc không có cần phải nghe lời từ chính phủ hoa kỳ hay là không có cần phải nhận lệnh đến từ tổng thống nhưng mà sự thật thì nó khác các bạn giống như chúng ta nói tới là những cái phóng viên được vào nhà trắng hay là những phóng viên họ có thể ở dự cái buổi họp báo của fed thì tại sao tại vì theo lý thuyết những phóng viên đó họ sẽ đại diện cho người dân để mà thu thập thông tin và chia sẻ thông tin một cách gọi là công bằng nhất và công khai nhất với người dân nhưng mà sự thật không phải như vậy các bạn sự thật đó thì ai được vào và thông tin chia sẻ ra sao đó thì tùy vào nhà báo các bạn tùy vào quan điểm chính trị của họ cho nên cái mà thù muốn nói với các bạn là hai bên nó không hoàn toàn là độc lập như là mọi người nghĩ đâu và năm sau là một năm mà thù nghĩ là fed sẽ phải nói tới việc giảm lãi suất cho dù sớm hay muộn cũng phải nói tới thường không biết khi nào các bạn và không biết là có phải là sẽ giảm 3 lần hay là 6 lần như là Wall Street nói chúng ta không biết thường chỉ biết là bắt đầu năm sau khả năng sẽ là thả lỏng các bạn thường có thể nghe được cái tiếng máy in đã bắt đầu hoạt động rồi <laughs> một lần nữa cho dù là quan điểm chính trị các bạn là gì đi nữa cho dù bây giờ đã người đang ngồi trong nhà trắng là tổng thống Donald Trump hay là tổng thống Biden thì kết quả cũng như nhau thôi các bạn năm ứng cử đó thì phải làm gì cho nền kinh tế nó khả quan hơn phải làm gì để cho cổ phiếu tăng giá và thị trường cổ phiếu tăng không có nghĩa là nền kinh tế sẽ tốt các bạn nền kinh tế bây giờ đó đang rất là chậm lại các bạn có thể hỏi bất cứ một cái công ty nào hay là một cái tiểu thương nào họ cũng sẽ cho các bạn biết là kinh tế Hoa Kỳ bây giờ đang chậm lại người dân cũng đã chi tiêu ít hơn và sa thải vẫn xảy ra và thất nghiệp bây giờ ngày lại càng nhiều đó là sự thật các bạn còn về chứng khoán đó thì nó sẽ đi trước tại vì có kỳ vọng năm sau ra sao thì chứng khoán sẽ phản ứng đó là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái phần này rồi trước khi chúng ta nói tới những thông tin riêng liên quan đến crypto ra những tin tức lớn thì chúng ta à, cũng dành một ít thời gian để mà chia sẻ cho những bạn nào mà đang sử dụng cái ví OKX Wallet các bạn theo tôi hiểu đây là cái thông tin liên quan đến cái ví của OKX chứ không phải là cái sàn OKX thì những bạn nào mà sử dụng cái ví OKX Wallet trên điện thoại Apple đó thì công ty Certik họ đã thông báo là nên nhanh chóng update ứng dụng okx wallet lên phiên bản mới nhất nếu bạn dùng điện thoại Apple do họ phát hiện có một lỗ hỏng đội ngũ OKX cũng đã phản ứng nhanh chóng và phát hành một cái phiên bản cập nhật ngày hôm nay nói chung đó thì à, các bạn nào mà sử dụng những ứng dụng liên quan tới sàn giao dịch hay là ví thì các bạn không nên à, bỏ quên đi cái việc là cập nhật các bạn có phiên bản mới các bạn không nên cập nhật đây cũng là một thói quen các bạn nên có thì đây là thông tin dành cho những người nào mà sử dụng cái ví OKX Wallet còn về crypto đó thì giá chúng ta đã nói tới mới đây rồi giá Bitcoin hôm nay thì xuống chút xíu các bạn nhưng mà vẫn ở mức có như là ok chúng ta thấy được là mức là 42.400 đô còn về cả thị trường crypto đó hôm nay thì xuống chút xíu các bạn vốn hóa xuống 1.2% Và cả thị trường hôm nay đó tuy là chúng ta thấy Bitcoin xuống thì cũng có nhiều những order cũng xuống Nhưng mà chúng ta vẫn thấy có một số màu xanh xuất hiện ở trên màn hình Thì chúng ta có hai thông tin lớn ngày hôm nay rồi có một số những thông tin khác cũng rất đặc biệt nhưng mà có hai thông tin lớn một thông tin xấu và một thông tin tốt các bạn thông tin xấu đó chính là tối ngày hôm qua thì có hai đơn vị đã nhận được lá thư đến từ thượng nghị sĩ anti crypto đó chính là thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và cái lá thư này đó đã, đã gửi cho hai đơn vị thứ nhất đó chính là đơn vị hiệp hội blockchain các bạn, blockchain association và thứ nhì đó chính là coin center. Đây là hai đơn vị chịu trách nhiệm à, để có thể thúc đẩy luật pháp của Hoa Kỳ chấp nhận và mở rộng thị trường crypto. Thì hai đơn vị này đã nhận được cái lá thư đến từ thượng nghị sĩ Warren thì nó tóm tắt đó thượng nghị sĩ Warren đang ở chế độ tấn công tổng lực các bạn. Thượng nghị sĩ Warren đã gửi lá thư cho hiệp hội blockchain và coin center yêu cầu thông tin về việc họ tuyển dụng cụ quân nhân và quan chức chính phủ bao gồm chi tiết về vai trò tiền lương và trách nhiệm của những người đó và bà tuyên bố là hiệp hội blockchain coin center và coinbase đã cố tình làm suy yếu những nỗ lực được thực hiện bởi quốc hội và bởi chính quyền biden thì chúng ta đã thấy là thượng nghị sĩ Warren gần đây đã cũng đã đưa ra một cái dự luật, dự luật này đó chúng ta nói đơn giản là cấm crypto nhưng mà không phải các bạn nên là dự luật mà hầu như là sẽ không cho phép người dân crypto tự lưu trữ khóa cá nhân và sẽ không cho phép những công ty đào crypto Hoa Kỳ và hay là các bạn tham gia vào staking nữa, tại vì nó đòi hỏi tất cả phải KYC, chúng ta cũng đã nói tới rất là nhiều rồi và bây giờ đó bà lại gửi cái thông tin này cho Coin Center và cho hiệp hội blockchain thì đây là một cuộc tấn công nói chung đó thì nó chỉ mang cái tính chất PR thôi chứ còn sự thật những cái hiệp hội này cũng không cần phải trả lời đâu các bạn tại vì không có bất cứ một cái gì ràng buộc là họ phải trả lời lá thư này đến từ thượng nghị sĩ Warren hết nhưng mà chúng ta thấy là nó không có công bằng và không hợp lý cái mà cá buộc bởi thượng nghị sĩ Warren là những cái đơn vị này hiệp hội blockchain và coin center và thậm chí Coinbase đã bỏ nhiều tiền ra để mướn những người mà có chức vụ trước đây giống như là cựu thượng nghị sĩ hay là cựu quân nhân những quan chức chính phủ của Hoa Kỳ và dùng những người đó giống như là làm công cụ để suy yếu tất cả nỗ lực quản lý tiền crypto đến từ quốc hội và bởi chính quyền Biden thì đó là cái sự cáo buộc đến từ thượng nghị sĩ Warren cho nên bà không biết những người đó là ai và được trả lương bao nhiêu và có chức vụ gì trong những công ty này nhưng mà điều này đã không hợp lý đâu các bạn tại vì sao tại vì chúng ta cũng đã biết là những người làm việc cho quốc hội các bạn đã thấy là sau khi họ không làm việc quốc hội nữa thì họ cũng đi làm việc cho ngân hàng hầu như là giữa quốc hội và ngành tài chính của Hoa Kỳ nó có một cái cánh cửa nó luôn thông qua với nhau có rất nhiều người khi mà đến chức vụ nào đó ở ngân hàng rồi đó thì họ lại đi nhận chức vụ ở chính phủ Hoa Kỳ các bạn như là bộ trưởng bộ tài chính hay là thậm chí làm việc cho Fed và ngược lại nhiều người sau khi mà đã làm việc cho chính phủ rồi thì họ lại được mướn bởi những ngân hàng và nó cứ như vậy có bao giờ có ai đòi hỏi ngân hàng phải đưa tất cả những tên tuổi được mướn đến từ quốc hội Hoa Kỳ và họ được trả lương bao nhiêu hay không? Đương nhiên là không có này các bạn. Nhưng mà ngược lại đó thì đối với crypto thì đây là cái lời cáo buộc đến từ thượng nghị sĩ Warren. Và đương nhiên điều mà bà không hài lòng là các công ty crypto làm ảnh hưởng đến khả năng bà thúc đẩy CBDC để kiểm soát hoàn toàn tài chính cá nhân của người dân và để bảo vệ các ngân hàng cũng như là giúp họ kiếm tiền từ crypto. Chúng ta cũng đã nói về đề tài này cũng khá là nhiều rồi và chúng ta đang thấy đó là đối với Thuận thì bà đang ở bên trái của lịch sử và bà sẽ không thành công đâu. Và chúng ta cũng đã có một cái clip ngắn, cái này là khoảng chừng là 40 giây mà thôi. Thì trong cái clip này chúng ta thấy người trên màn hình Đó chính là Thượng nghị sĩ Roger Marshall Thì đây là một trong những người đồng tài trợ dự luật chống Bitcoin của Elizabeth Warren Và trong clip này, đó ông đã nói Clip này là một clip cắt ngắn à, từ nhiều đoạn các bạn Và ông đã nói là điều đầu tiên chúng tôi làm là đến hỏi Hiệp hội Ngân hàng Hoa Kỳ Để nhờ họ giúp soạn thảo dự luật này <laughs> Các bạn thấy, điều đầu tiên khi mà họ muốn viết một dự luật để quản lý crypto đó Thì họ đi tìm ai để viết các bạn, họ đi tìm the Senator Warren and I have authored the digital asset anti anti-money laundering Act that represents a step in the right direction again I think that this is a light touch the first thing we did is we went to the American Bank Association and said help us craft this. And I don't know if you saw Senator Warren's uh, hearing with Jamie Diamond yesterday, but Mr. Diamond said basically, in his opinion, crypto was only a tool for criminals. Um, and I think that again, it's that light touch by by, uh, by the federal government as opposed to a heavy touch as well. That's about all I know about crypto. <laughs> bạn thấy là ông nói đây chỉ là một cái cách nhẹ nhàng với crypto. <laughs> để được thực không hề nhẹ nhàng khi mà đòi hỏi kyc những nơi mà không thể đòi hỏi một lần nữa dự luật này đó thường nghĩ là nếu như mà chúng ta cứ tiếp tục tiến tới năm sau cũng sẽ không tới đâu đâu và phiên bản hiện tại đó có khả năng là sẽ không được thông qua đừng nói tới là hạ viện thương viện có thể là cần phải được chỉnh sửa nhiều lần mới được thông qua cho nên cái này nó chỉ là cái sự khởi đầu của một cuộc đàm phán mà thôi và thương đó những năm mà bầu cử tổng thống đó thì có rất ít luật được thông qua các bạn mọi người thì cũng sẽ xôn xao về bầu cử cũng như là nhiều những nghị sĩ những biểu họ cũng phải cần để mà đứng ra để mà tranh cử đi giữ chiếc ghế của mình và với tư cách là thành viên chính thức của hiệp hội ngân hàng hoa kỳ có thể là nhiều bạn không biết thuận cũng là người của hiệp hội ngân hàng hoa kỳ à, thuận không khẳng định hay là phủ nhận thông tin này nhưng mà không phải ai trong hiệp hội cũng có tư tưởng chống crypto rồi các bạn ít ra các bạn đang nhìn thấy một trong những người <laughs> mà không có tư tưởng đó nhưng mà thực ra thuận đã từng nhìn thấy rất là nhiều những cái văn bản từ hiệp hội ngân hàng hoa kỳ các bạn và họ cũng có cái nhìn rất là thoáng nhưng mà còn về sự việc liên quan đến thượng nghị sĩ Warren thì bà đã nói gì hiệp hội ngân hàng Hoa Kỳ thì cái đó chỉ bà biết mà thôi các bạn. Nhưng mà đó là cái tin tức sáu ngày hôm nay và tôi nghĩ là hồi sáng này khi mà tin tức lan truyền thì cũng đã dẫn đến là có cái sự điều chỉnh giá trong thị trường crypto. Nhưng mà chúng ta cũng có những tin tức cũng rất lạc quan và nó say one Bitcoin spot ETF các bạn. Chúng ta đã thấy là bây giờ thì ít nhất là có một người nghĩ là chúng ta đang chứng kiến khả năng được thông qua là tới 99.9% các bạn. Đó chính là Bob Lucas. Thì Bob Lucas là một trong những trader cũng có tiếng rất nhiều năm trong thị trường crypto này rồi nhưng bạn nào mà tham gia nhiều năm trước đó, thì cái tên Bob Lucas nó sẽ nghe quen hơn là những bạn mà tham gia cái tên vài năm các bạn cũng đã nhớ là đối với Bloomberg đó, thì họ nghĩ khả năng là 90% bây giờ Bob Lucas đã tăng thêm 0.9% nữa các bạn có nghĩa là hầu như coi như đã xong rồi các bạn khả năng là sẽ được duyệt và thông qua thì tại sao Bob Lucas nghĩ như vậy chúng ta hôm nay cũng nhận được hàng loạt những video giống như chúng ta thấy là BlackRock đó sau khi mà đã chỉnh sửa văn bản của họ ngày hôm qua để mà sử dụng cái cách là cash only thì nó chia sẻ trong video thì hôm nay đó BlackRock lại một lần nữa gặp riêng SEC đây không biết là lần thứ mấy rồi các bạn có thể là lần thứ bốn thứ năm gì BlackRock gặp riêng SEC càng ngày đó thì những thông tin nó càng cho thấy là khả năng thông qua rất là cao và chúng ta cũng thấy BlackRock đó thì họ cũng đã chọn cái mã chứng khoán cho Bitcoin Spot ECF của họ và mã chứng khoán của họ đó chính là I BIT các bạn Hồi sáng này đã thường mới thức kỳ cho nên đã đánh lộn là IBTC Nhưng mà cái ticker symbol, cái mã chứng khoán của họ khi được thông qua thì sẽ giao dịch với cái mã là IBIT và chúng ta thấy là không chỉ riêng là BlackRock mà chúng ta nhìn thấy ARK Invest ngày hôm nay cũng đã chọn mà chứng khoán Bitcoin Spot ETF của họ là ARKB, nghĩa là ARK B các bạn thì có thể là hiểu đơn giản là ARK Bitcoin. Những tên này nó cũng khá là truyền thống cũng không có gì gọi là quá xuất sắc như này các bạn đã thấy là những cái tên được chọn bởi Fidelity như là FBTC <laughs> hay là chúng ta nói tới HODL HODL các bạn của Vanek thì nó nổi bật hơn. Nhưng mà chúng ta thấy là hầu như những công ty họ cũng đã bắt đầu sẵn sàng để có thể ra mắt sản phẩm này rồi. Và chúng ta sẽ xem một cái clip ngắn khác. Clip này là khoảng 48 giây mà thôi các bạn. Và trên màn hình đó đây chính là CEO của Rayscale là Michael Shonenshine. Và Michael nói trong video này là sự chấp thuận cho Bitcoin Smart ETF sẽ mở khóa cánh cửa cho việc đầu tư một phần trong số 30.000 tỷ đô la từ những công ty tư vấn đầu tư vào thị trường này con số cực kỳ lớn các bạn và đây là một cái ý tưởng cực kỳ táo bạo thuận tưởng đó là thuận đã rất bolus rồi các bạn <laughs> nhưng mà khi mà đứng kế với người này đó thì thuận phải e thẹn với cái độ bolus của họ luôn các bạn nghĩ đi 30.000 tỷ một phần trăm của 30.000 tỷ là 300 tỷ đô la và khi mà chúng ta nhìn vào vốn hóa bình hiện tại là 829 tỷ đô la thì như bạn nói là 300 tỷ nữa thì sẽ lên khoảng chừng vài chục phần trăm không phải đâu các bạn cái mà các bạn nhìn đó chính là vốn hóa cái con số này nó không có thật các bạn nó chỉ là một cái thước đo để các bạn có thể đo những tài sản này với những tài sản khác nó giống như là một cái thước đo để cho mọi thứ có thể là cân bằng với nhau và các bạn biết cái gì lớn hơn cái gì mà thôi chứ còn đây là một cái số đại diện cho chúng ta thấy là những cái giao dịch gần đây Nhưng cho bao nhiêu Bitcoin trên thị trường chứ không phải là khi các bạn bán ra sẽ được con số này. Cái mà Michael Shonenshai nói trong cái clip tôi sẽ chia sẻ với các bạn đó chính là nếu chúng ta chỉ cần một phần trăm thôi 300 tỷ đô la tiền mặt đi vào thị trường này đó các bạn sẽ thấy được là cái phần trăm tăng trưởng là không biết ra sao nữa các bạn cái độ bonus đó thường không nhân tưởng tượng luôn tại vì chúng ta đã nhớ hồi năm ngoái đó khi mà UST gặp vấn đề các bạn đã nhớ là Dogecoin bán lúc đó là cái số lượng dự trữ là là khoảng 3 hay là 4 tỷ đô la Bitcoin gì đó. Các bạn đã thấy được là giá đã xuống như thế nào. Trước đó đó thì chúng ta đã thấy đô con mua 1 2 tỷ đô la tiền mặt vào Bitcoin thì giá đã tăng như thế nào rồi. Các bạn cứ nghĩ đi, đó chỉ là vài tỷ thôi. Chúng ta đã nói tới là hàng trăm tỷ đô la con số nó cực kỳ kinh khủng các bạn đương nhiên chúng ta không biết là khi nào và có thể là đi vào thị trường này từ từ và có người mua có người bán nhưng mà dài hạn đó, thì thùng vẫn tin đây là một chuyện sản phẩm sẽ kéo rất nhiều tiền vào trong thị trường này qua thời gian thì đó là một cánh cửa một cánh cửa mà nó ngăn chặn rất nhiều người bây giờ không tham gia vào được có thể là họ không muốn tự lưu trữ crypto họ không muốn tin tưởng vào những sàn như là Coinbase nhưng mà ngược lại họ lại rất muốn tiếp cận giá Bitcoin xem nó như là một cái công cụ đầu tư và chúng ta cũng thấy là có nhiều những công ty đầu tư giống như những cái công ty tư vấn đó thì hiện bây giờ họ vẫn chưa tiếp cận được với Bitcoin thì vì Bitcoin là một cái gọi là hàng hóa chứ không phải là chứng khoán và họ chỉ có bằng giao dịch chứng khoán mà thôi. Nhưng mà khi có Bitcoin Spot ETF rồi nên nó là cái cầu nối giữa Bitcoin và giữa thị trường chứng khoán các bạn. Để thông cho các bạn xem cái clip ngắn này rồi chúng ta sẽ nói thêm. Uh, this year. Sure, sure. Well, you know, Joe, I'm not one to make price predictions, but I do think there is a lot of optimism again in the market. I think a lot of investors are adding Bitcoin to their portfolios. And when we look ahead to the hopeful approval for spot Bitcoin ETFs, it really is going to unlock the opportunity to a part of the investment community that for Better or worse, but I would say for worse, has unfortunately been locked out of the opportunity to participate in having Bitcoin exposure in their portfolios. So we're really talking about the advised market here in the US, which is today about $30 trillion worth of advised wealth um, that we hope the approval of spot Bitcoin ETFs, the uplisting of GBTC will allow for that opportunity and for those investors to partake in it as well. Bạn đã thấy Michael Sonnenside đã nói những gì mà Thuần vừa chia sẻ với các bạn Và giọng điệu nghe như là cái này là coi như được thông qua rồi các bạn Và chúng ta cũng thấy một người nữa là Mike Noborath thì cũng nói là chúng ta sẽ có Bitcoin Spot ETF vào tháng 1 Thì lúc mình thường chia sẻ cái video này Thuần cũng đang bận chút xíu việc của công ty cho nên Thuần không thể điều chỉnh full day Nhưng mà nó cũng rất là ok các bạn, để chia sẻ clip này với các bạn. Rồi Listen, the Fed's pivot is really important. That press conference was as dumbish as anybody expected, and the markets are uh, behaving that way. You look at, uh, you know, fixed income markets, uh, equity markets. They all are now trading a Fed pivot. And is it, you know, March, January, or do they wait till the the April meeting? Uh, we'll see. You know, we'll see what their narrative is. We'll see what the inflation data is. But this is all based on inflation coming down, and it's not based on growth collapsing. Um, and so they shifted to an inflation, a more inflation uh, focused uh, Fed, uh, which gives them the the room to, to to cut rates. I think crypto likes it. Uh, we're going to get this ETF before January tenth. That's kind of the drop dead date that Gensler has before he gets in trouble with the. Uh, grayscale uh, and the lawsuit. Um, and so I think you're gonna see this you know announced it won't start trading then right that probably takes six to eight weeks after that. but uh, it's just more fuel for a fire. Các bạn thấy Mike Noboras của Galaxy Digital đã nói hai điều thứ nhất là ông rất là bullish về khả năng Fed giảm lãi suất năm sau tại vì đó là nguồn tiền các bạn và nó ảnh hưởng tới tất cả thị trường chứ không phải là crypto và đương nhiên đó là điều tốt đối với crypto và chúng ta cũng thấy được là về Bitcoin Spot ETF thì ông vẫn nghĩ là khả năng sẽ được thông qua vào tháng 1 nhưng mà đó là thông qua thôi chứ còn khi bắt đầu giao dịch thì có thể là phải đợi 6-8 tuần sau đó thì các bạn thấy là nếu như mà thông qua tháng 1 đợi 6 tới 8 tuần sau đó chúng ta cũng đâu đó gần như là đến cái ngày Bitcoin Heaven. Năm sau đó chúng ta có những sự kiện lớn và nó sẽ là một năm mà cực kỳ sôi động các bạn. Chúng ta có Bitcoin Heaven, chúng ta có bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, chúng ta có khả năng Fed giảm lãi suất năm sau. Và chúng ta cũng thấy là Bitwise cũng đã cập nhật phiên bản mới hơn về cái quảng cáo của họ phiên bản hôm qua là 15 giây, nhưng mà đây là phiên bản quảng cáo dài 30 giây của Bitwise và Bitwise là công ty đầu tiên bắt đầu quảng cáo các bạn, họ muốn đi trước những công ty còn lại nhưng mà sau Bitwise ấy, khi mà bắt đầu là gần như được thông qua rồi sẽ có rất nhiều những cái quảng cáo trong thời gian tới khi mà được thông qua rồi đó, các bạn sẽ thấy được là mọi người sẽ xôn xào tại vì đây là cuộc chiến liên quan tới quảng cáo, nhưng sản phẩm này nó đều tương tự như nhau, người dùng sẽ lựa chọn đầu tư vào cái quỹ nào dựa theo quỹ nào có thể tiếp cận họ sớm nhất và đó sẽ là quảng cáo các bạn và đây cũng là gián tiếp quảng cáo thị trường crypto này Tôi chia sẻ cái quảng cáo này với các bạn rồi chúng sẽ tiếp tục you know what's interesting these days bitcoin cut what if we get him You know what's interesting these days? Bitcoin. Look for Bitwise, my friends. <laughs> như bạn nói ông này nhìn giống Peter Schiff thì cũng có phần giống đó các bạn Nhưng mà ông này là một trong những người mà đã quảng cáo cho hãng bia Dosaki Trước đây các bạn đã nhớ ông là một trong những người mà có cái biệt hiệu là người đàn ông thú vị nhất trên thế giới The most interesting man Và trước đó thì ông nói là I don't always drink beer But when I do, I drink Dosakis. <laughs> Thuận có nhớ rất là rõ các bạn. Nhưng mà bây giờ ông đã chuyển qua quảng cáo crypto. <laughs> Nhưng mà nó không phải là ngẫu nhiên đâu. Các bạn có thấy là Thuận thì nhớ ông này là ai? Và những người cỡ tuổi Thuận thì sẽ nhớ ông là ai? Tại vì lúc đó là Thuận khoảng chừng là 20 tuổi hay gì đó các bạn. Cái đây cũng hai mấy năm rồi. Thì đương nhiên họ chọn ông. Tại vì sao các bạn? Tại vì lứa tuổi của Thuận khoảng chừng là 30-40 là cái lứa tuổi mà đầu tư nhiều và có khả năng là sẽ thích crypto. Cho nên lựa chọn ông là có lý do. Chứ không phải là tự nhiên đâu. Không phải là Bitwise Tự nhiên họ cảm thấy là có nhiều tiền quá. Cho nên kiếm ông quảng cáo. Tại vì họ thấy bắt cười rồi các bạn. Tất cả đều có lý do hết. Tại vì đối tượng mà họ nhắm tới đó chính là những đối tượng cơ tuổi như Thuần hoặc là nhỏ hơn chút xíu Nhưng mà cái clip kế tiếp Thuần cảm thấy là nó mang tính chất quan trọng hơn à, Các bạn hãy nghe Michael Saylor trả lời bốn câu hỏi quan trọng Thứ nhất, điều gì sẽ ảnh hưởng đến giá Bitcoin năm 2024 Thứ nhì là giá sẽ tăng tới bao nhiêu Thứ ba là khi có Bitcoin Spot ETF rồi đó thì ai sẽ mua cổ phiếu của Michael Strategy nữa Và thứ tư, quy định kế toán mới sẽ ảnh hưởng như thế nào Để thường chia sẻ cái clip này với các bạn đã được cuộc phỏng vấn với đài Bloomberg của Michael Saylor of MicroStrategy. And we start with the first question, what will affect the price of 2024? And joining me is Michael Saylor. He is co-founder and executive chair of MicroStrategy. Of course, MicroStrategy often seen as a Bitcoin proxy. It holds a lot of it on its balance sheet. Michael, great to see you. Thank you so much for joining us. Obviously, there has been so much anticipation and frankly, a lot built in, I think, to the price of Bitcoin, of this idea that spot ETFs are finally going to come what's the next catalyst for bitcoin if and when that happens? how much further uh, can it be pushed upward? The well, i think you can't really underestimate the significance of the spot etfs. Uh, it's not unreasonable to suggest that this may be the biggest development on wall street in 30 years. i mean, the last thing that was this consequential was the creation of the s&p index and the ability to invest in all 500 s&p companies via one trade at the same time. So uh, this is very eagerly anticipated, but most of the money in the in the Bitcoin market right now is is the hodlers and the traditional crypto investors, mainstream investors, mainstream retail, mainstream institutions have not had a high bandwidth compliant channel to invest in this asset class until these spot ETFs. So I think in January the approval of the spot ETFs is going to be a major catalyst. It's going to definitely drive a demand shock, and then that will be followed in April with a supply shock because there are about 900 Bitcoin a day available for sale by natural sellers, the miners, and that number is going to be cut to 450 Bitcoin a day in April. So it's a it's a pretty big deal. Cái mình thấy là Michael C nói tới hai điều thứ nhất là Bitcoin Spot ETF ông vẫn rất ủng hộ và khả năng cao vẫn nghĩ là sẽ được thông qua vào tháng 1 cũng như tất cả mọi người. Thứ hai đó chính là Bitcoin Haven cái số lượng được bán bởi những thời đào sẽ giảm đi phân nửa theo lý thuyết là như vậy các bạn, tại vì một chuyên đơn vị mà sẽ bán thường xuyên đó chính là những công ty đào, tại vì họ kinh doanh mà các bạn họ đào thì họ phải bán mới có chi phí để mà trả tiền điện, cho tiền mặt bằng, nhân viên rồi mới tiếp tục được. thì những người đó sẽ bị cắt giảm phân nửa số lượng khi mà có bitcoin hai bình, tại vì mọi lốc đào được sẽ bị mất đi phân nửa các bạn. đó là cái hoạt động của bitcoin hai bình. nhưng mà câu hỏi kế tiếp đó là ok hai cái đó sẽ khiến cho giá tăng, nhưng mà giá sẽ tăng tới bao nhiêu thì đợt này đó thuần cảm thấy là Michael Saylor cũng đã học được nhiều kinh nghiệm từ cái đợt gì rồi các bạn cũng bullish nhưng mà không có đưa ra giá nữa hay là không có đưa ra những thông tin nó chi tiết mà chỉ nói chung chung mà thôi and that puts Bitcoin where a year from now higher <laughs> Uh, there's a, How much? you know, <laughs> we we could probably keep a bunch of uh, economists and and modelers working all day long to calculate the supply demand and price elasticity of this. I, I don't think we've ever seen, uh, you know, a two to ten x increase in demand combined with a uh, having and supply. In a scarce, desirable asset that people want to hold for a long period of time. So I think we're expecting 2024 is going to be a major bull run for the asset class. We just don't know how far the asset's going to run at this point. <coughs> tăng thêm bao nhiêu thì làm sao chúng ta biết được nhưng mà là sẽ tăng dựa theo Michael Saylor và câu hỏi thứ ba đó là khi mà có Bitcoin Smart ETF rồi thì còn ai mua cổ phiếu của Michael Strategy nữa để xem con là Michael Saylor trả lời ra sao tại vì nếu là có cái Bitcoin Smart ETF rồi thì đi mua Bitcoin Smart ETF cho nó lẹ chứ còn mua cổ phiếu của Michael Strategy thì họ lại lấy tiền đi mua Bitcoin thì nó là gián tiếp mà thôi không phải đi trực tiếp để xem coi là Michael Saylor trả lời ra sao Well, and to get to MicroStrategy specifically, as I said, obviously a big holder of Bitcoin. Given what you just told me about how a spot ETF is going to make it perhaps easier, more appetizing for retail investors, institutionals to, to get crypto exposure via that product, why would someone still need to be a buyer of MicroStrategy? Is this actually something that is going to end up working against you? You know, the ETFs are unlevered and they charge a fee. Uh, MicroStrategy is an operating company. So we're fairly unique because we can generate additional Bitcoin via our operations, either via PL operations or capital markets operations. And we can take advantage of intelligent leverage. Like we can borrow money at 0% interest for many, many years. And we did that with a convert, and then we can use it to buy Bitcoin. So you can really think of the ETFs as like uh, shipping lines, very efficient. Long haul, carry a lot, of, a lot of capital. MicroStrategy is more like an airline. We don't have the cargo capacity in our capital structure that a, a container ship has, but we can go faster and we have higher performance. So we're, we provide you leverage and we don't charge a fee. And so if you can dig into our capital structure and you get comfortable with that, we, we offer sort of a high performance vehicle for people that are Bitcoin long investors. ý của Michael Say là nói là nếu như mà mua một cổ phần Bitcoin thì mãi mãi sẽ là một cổ phần Bitcoin nó tương ứng với cái số lượng Bitcoin mà được ấn định nhưng mà khi mua cổ phần của Michael thì, thì khác Michael Strauss là công ty họ có thể là vay mượn được họ có thể bán thêm cổ phiếu họ có thể có thu nhập họ có thể dùng thu nhập của họ từ bán phần mềm để mà mua thêm Bitcoin và giá trị đến từ là các bạn có một cổ phần của MicroStrategy và theo thời gian một cổ phần đó đã được đảm bảo bởi nhiều Bitcoin hơn. Đó là cái được nói đến bởi Michael Saylor. Và câu hỏi kế tiếp là nếu như giá tăng đó thì MicroStrategy, người phỏng vấn này không nói rõ các bạn nhưng mà ý muốn nói là khi mà giá tăng đó thì MicroStrategy có ý nghĩa gì hay không? Nghĩa là có định bán hay không? Hãy xem coi là Michael Saylor trả lời như thế nào. Well, if it is ultimately for people who want to be long Bitcoin, and we are seeing Bitcoin, as, as you anticipate, continually be pushed upward by some of these developments in 2024. What does that mean for your plans around around holding and whether there are entry points at which you would want to buy more? perhaps not? Well we will absolutely continue to acquire Bitcoin. Um, our strategy is to acquire and hold the Bitcoin and we will acquire it uh, by a variety of different means as, as long as they're accretive to our shareholders. So our our goal is always to find a way uh, to pursue more Bitcoin. Per share for our shareholders, and sometimes we do with debt, sometimes we'll do with equity, sometimes we'll do with cash flows from the business, and of course the volatility in the market just creates more opportunities for us as an operating company, and and our particular business strategy allows us to harvest that volatility to the benefit of our shareholders. Mm -hmm. Man, Michael Saylor trả lời rất rành mạch các bạn nói chung một trong những người mà thường có thể nghe liên tục chia sẻ về Bitcoin đó chính là Michael Saylor người thứ nhì là Andreas Antonopoulos đây là hai người mà thường có thể nghe nguyên ngày luôn mà không thể chán các bạn ông có rất là nhiều từ ngữ mà khiến người ta nghe cảm thấy rất là hưng phấn thì các bạn đã thấy rồi kế hoạch của Michael Saylor là tiếp tục mua và tiếp tục mua giá bao nhiêu cũng mua hết các bạn và câu hỏi cuối cùng là quy định kế toán mới sẽ ảnh hưởng như thế nào và đương nhiên đây là câu hỏi điểm mà thôi tại vì ai cũng biết đây là thành quả của MicroStrategy và cái quy định kế toán mới này cực kỳ tốt cho những công ty mà lưu trữ crypto well and let's talk about how you account for that as well because obviously last week the financial accounting standards board passed new rules that will apply uh, to microstrategy essentially means you get to capture all the highs and the lows of your cryptocurrency holdings technically that doesn't actually go into effect until 2025 but you could adopt it earlier when is microstrategy planning to do that well, we're still evaluating that, and uh, and I leave that decision to our finance people. But what I'll say about the accounting is, I think fair value accounting is a is a giant step forward for the industry. And up until now, corporations have had to invest all of their spare treasury reserves in sovereign debt. Sovereign debt normally has a compound annual growth rate of a few percent. The cost of capital for most companies is 10 to 12 percent. Bitcoin's got a compound annual growth rate of 40 plus percent over the past four years and even higher uh, in, the, in the more distant past. So, having a digital money like Bitcoin as a Treasury Reserve asset allows you to beat the cost of capital and it turns your balance sheet mm -hmm. into an asset instead of a liability. So, we think this is a real game changer for corporations. Đây là cái phần cuối cùng của cái bài phỏng vấn đoạn này các bạn. Thì nói chung không cần phải giải thích nhiều. Cái câu hỏi cuối nó cũng khá là đơn giản. Thường đã nói khá nhiều trong những video gần đây rồi. Nhưng mà các bạn thấy là tất cả gì thằng chia sẻ ra đều xoay quanh một cái ý nghĩ là SEC sẽ thông qua Bitcoin Spot ETF trong vòng vài tuần nữa các bạn. Nhưng mà nếu như mà SEC từ chối các đơn Bitcoin Spot ETF sau tất cả các nỗ lực mấy tháng qua từ những công ty đồ sộ phố war đó thì đây sẽ là một cái rất poor lớn nhất trong lịch sử crypto rồi các bạn. Nói thật nếu như mà Gary Gensler dám từ chối các đơn này đây, thì tôi nghĩ là lòng tôn trọng của mọi người đối với ông nó sẽ tăng thêm một bậc hay là nhiều bậc các bạn. Nhưng mà tôi nghĩ là khả năng này không có cao đâu. Nếu như mà Gary Gensler thật sự muốn từ chối, đương nhiên không ai ép buộc ông có thể thông qua các bạn. Ông có thể từ chối đó là quyền của ông. Nhưng mà khi ông từ chối thì ông phải chuẩn bị đối đầu với hàng loạt những vụ kiện và những cái sự kiện sẽ lớn hơn rất là nhiều tại vì thường chia sẻ với các bạn cái mà ông từ chối không phải chỉ đơn giản là một công ty crypto muốn có một cái sản phẩm crypto để mà lan tỏa thị trường này mà cái mà ông từ chối là ngăn cản những công ty phố war kiếm tiền các bạn tại vì Bitcoin Spot ETF là một công cụ mang đến rất nhiều tiền cho họ và không chỉ riêng là Bitcoin Spot ETF mà sẽ còn có nhiều sản phẩm khác như thường đã từng chia sẻ với các bạn gần đây có một cái sản phẩm đó, thường đã nói với các bạn nó dựa theo giống như là sản phẩm bảo hiểm liên quan tới Bitcoin nó cũng là một quỹ ETF và dựa vào Bitcoin các bạn và chúng ta cũng thấy được là cũng có một công ty Họ cũng đã đệ đơn để có một sản phẩm khác Sản phẩm này đó là họ sẽ lưu trữ 80% Bitcoin trong quỹ ETF 20% còn lại đó Họ sẽ mua những cái điểm carbon các bạn Những điểm carbon này là những cái điểm Hiểu đơn giản là cái điểm chất thải Của những cái khí độc đó các bạn Những công ty mà họ sản xuất Rồi có những cái khí độc được thải ra Thì cần phải có những cái điểm này Để mà hỗ trợ theo cái quy định hiện bây giờ và những cái điểm này có thể được mua bán trên thị trường tài chính và có thị trường futures cho những cái điểm này và đây là một quỹ bitcoin mà có cả hai các bạn rất là thú vị thì điều mà tôi muốn nói đây là có rất nhiều những sản phẩm thú vị sẽ ra đời và SEC nếu như mà từ chối đó, thì họ sẽ đối thầu với cả phố thường không biết là Gary có muốn hay không và nói thật chứ nếu như mà Gary Chancellor đã chán cái chức vụ chủ tịch SEC này rồi và ông chuẩn bị rời khỏi đó thì ông chắc cũng dám <laughs> chỉ cần từ chối cái thôi đó rồi ông rời khỏi chức vụ của mình thì SEC sẽ bị kiện dài dài luôn đó các bạn Chủ tịch kế tiếp sẽ phải hầu tòa liên tục Và chúng ta thấy được là cuối năm thì sẽ có nhiều những cái quỹ đầu tư họ sẽ cân bằng Trên đầu tư của họ và một trong những quỹ đầu tư đó chốt lời liên tục cuối năm nay đó chính là Ark các bạn Carty Wood của Arkinvest đã bán thêm 809.441 cổ phần GBTC Đáng giá là 28 triệu đô la thì nhiều bạn hỏi là tại sao mà không tiếp tục giữ để đợi tới năm sau thì thường đã từng chia sẻ với các bạn thứ nhất đã là cuối năm rồi các bạn. Đương nhiên là Katy Wood muốn được trả hoa hồng cao thì cần phải lock in nghĩa là cần phải chốt lời để nó trở thành sự thật. Rồi sau đó mới thống kê rồi mới trả hoa hồng cho Cathy Wood. Thứ nhì nữa là quỹ cần phải được cân bằng lại và mỗi quỹ nó sẽ có một cái hoạt động các bạn và phải hoạt động theo quy luật. Giống như là cái quỹ này đưa ra cái quy định là họ sẽ giữ bao nhiêu phần trăm của mỗi cổ phần giống như là mỗi cổ phần trong quỹ này là không được quá 5% hay gì đó. Năm nay đầu năm mà có sự tăng trưởng rất là cao đối với những cái cổ phần như là GBTC hay là Coinbase các bạn tăng trưởng phần trăm còn nhiều hơn cả Bitcoin nữa. Cho nên đương nhiên những quỹ này cần phải cân bằng và cần phải chốt lời. Và đương nhiên một phần khác nữa các bạn nên hiểu là nếu như mà Cathie Wood thật lòng nghĩ là sẽ có Bitcoin Smart ETF thông qua thì khi mà được thông qua đó thì các bạn thấy là ARK Invest cũng cần phải đi thu mua Bitcoin để mà lưu trữ trong quỹ của họ và đương nhiên họ cũng phải cần tiền. Cho nên đây cũng có thể là những lý do các bạn. Và cái video này cũng đã khá dài rồi, Thuận sẽ chia sẻ cái phần cuối video này. Nó sẽ liên quan đến hai cái chỉ số mà nhiều bạn quan tâm, đó chính là phần trăm Bitcoin này có lời bây giờ là bao nhiêu. Thì cũng không thay đổi nhiều các bạn, ở mức là 87.76% cũng không có khác biệt so với ngày hôm qua nhiều. Và một cái chỉ số nữa là NUPL, thì ngay bây giờ đã chỉ số này nằm ở đâu các bạn thì nó đã trở về cái dùng màu nâu rồi các bạn chỉ lên cái dùng màu xanh lá cây vài ngày bây giờ lại một lần nữa đã trả trở về cái dùng màu nâu và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30%. Khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, Linex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng bằng nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.